Dọn dẹp nhà cửa vui quá ha. Vui thì mai mốt làm mình đi. Gì vậy? Hả? Có gì đâu. Mặt em bị dính bụi kìa. Hả? Mặt em dính bụi đó. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Chào anh. Chào anh. Có chuyện gì vậy? Hôm nay chủ nhật, hai chồng tôi tới coi hai chồng anh có cần giúp gì không. Tới đây làm việc hay là bơi? Thì thấy cậu đâu có việc gì giúp đâu, bởi vì bơi nè. Cầm. Cậu qua kia đi, lát kể cho nghe này vui lắm nè. Anh chịu dọn về đây là một quyết định đúng đắn á. Có nghe nói gì về đoàn phim của Lê Hoàng không? Vậy chính lúc đầu mời tôi á. Ủa anh không đọc báo hả? Không đọc thì mới hỏi chứ. Tôi cũng vậy nên tôi đâu có rõ. Nhưng mà tôi nghe sếp nói á, nếu không có chuyện gì á, anh cũng đừng lên công ty à. Tại sao? Có một vài phóng viên, người ta muốn tìm hiểu về đời tư của Minh Minh. Hả? Họ muốn tìm hiểu tại sao anh với Minh Minh lại đi đến quyết định hôn nhân bất ngờ vậy. Họ muốn tìm hiểu trong cái chuyện này á, là có gì bí ẩn hay là không. Cái gì mà bí ẩn chứ? Có nghĩa là người ta muốn tìm hiểu là Minh Minh có lường gạt anh để dính vô cái vụ hôn nhân này vì tiền, vì bạc hay là không. Cái gì hả? Họ nghi Minh Minh lấy tôi vì tiền. Nè, Minh Minh không được biết chuyện này nghe chưa? Ok sơ. Cái gì? Họ nói mình lừa gạt Dư Hoàng hả? Họ đang điều tra vụ đó đó. Mà hả, họ còn thiêu dệt lên tùm lum thứ về cậu hết à. Mình đang trả nợ anh ấy bằng cách làm việc nhà đó thôi. Thì bởi vì mới nói. Nhưng mà hả, cái vụ kết hôn giả của cậu với Dương Hoàng á, mà bị lộ ra ngoài thì đó sẽ là một scandal to đúng. Mình không để ý đến chuyện đó. Miễn là mình không vi phạm pháp luật là được rồi. Thì đúng rồi, để ý tới mấy chuyện đó làm gì. Đâu phải lỗi của cậu đâu đúng không. Chỉ tại cha mẹ chết sớm thôi chứ bộ. Mà không lẽ ai không có cha mẹ là không được kết hôn với người nổi tiếng sao? Mà cậu yên tâm đi, trên đời này hả, nhiều phụ nữ kết hôn vì tiền lắm. Chứ đâu phải mình cậu đâu, cậu lo. Đủ rồi đó, im đi. Mình xin lỗi. Xin lỗi ông, ông có phải là ông Dương Khang không ạ? Dân. Tôi là phóng viên của tạp chí Ngôi Sao, tôi muốn phỏng vấn ông một vài câu được không ạ? Phỏng vấn về chuyện gì vậy? Con trai ông có phải là diễn viên Dương Hoàng không? Dương Hoàng là con tôi. Nhưng tôi không có chuyện gì để nói. Với lại cô phỏng vấn chuyện đời tư của nó, tôi không trả lời đâu, xin lỗi. Con do ông có phải là cô Minh Minh không ạ? Ông có từng nghe ai đồn là hôn nhân giữa con trai và con dâu của ông là hôn nhân theo hợp đồng không ạ? Cô vừa nói cái gì vậy? Ông có từng nghe ai đồn là con trai và con dâu của ông là hôn nhân theo hợp đồng không ạ? Ông.
Kiều Nhi nói với em, mọi người nói em là người lừa đảo. Bậy bạ, đừng nghe những tin đồn nhảm nhí. Tại sao Kiều Nhi lại nói với em những tin đồn linh ta linh tinh tàm sàm bá láp như vậy chứ? Em không sao đâu, em không lo lắng về chuyện đó đâu. Em biết mình không lừa đảo, và anh cũng biết điều đó là đủ rồi. Mặc kệ thiên hạ nói gì. Ừ, đừng lo, đừng quan tâm chuyện người khác nói. Ừ, không quan tâm. Cố lên. Sao hả? À, có sao đâu. Minh Minh. Có cái gì trên mí mắt em á? Bên nào? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại anh lấy cho. Nhắm mắt lại. Mở cửa đi. Hai đứa có thật kết hôn hay không? Còn nữa, Minh Minh thiếu nợ nên đồng ý lấy con để con trả nợ giùm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao không trả lời? Cô xin lỗi ba. Cô xin lỗi ba nhiều lắm. Thật là chuyện điên khùng. Con có tỉnh táo không? Ba biết con là đứa thông minh, nhưng tại sao con lại làm cái chuyện thiếu suy nghĩ như vậy? Con có biết chuyện con đang làm là cực kỳ ngu dốt và điên khùng hay không? Cô xin lỗi. Bỏ dở việc học hành để trở thành diễn viên, dọn nhà ra ở riêng, con muốn làm gì thì làm. Con nghĩ đó là cách đúng à? Đây là cuộc sống của con à, có đúng không? Dạ. Vì vậy cho nên ba không cần phải quan tâm nữa. Cái gì? Con đã sống theo cách con muốn và tự lo cho bản thân con được. Ba, ba ơi, ba. Ba đừng đánh mày nói cái gì nữa. Ba ơi, thằng Bất Hiếu. Ba ơi, tất cả lỗi lầm là do con. Anh Dương Hoàng không có lỗi gì hết. Ba ơi, đừng đánh anh Dương Hoàng nữa. Ba ơi, đừng đánh anh nữa. Ba ơi. Bà nội, con thực sự không biết mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Con xin lỗi nhiều lắm. Có lẽ cô có những lý do riêng của mình để làm những điều tồi tệ. Nhưng dù bất cứ lý do gì thì có những việc nên làm, việc không nên làm, không bao giờ nên làm. Vì tiền cô đi lừa người khác, tôi thật sự không chấp nhận được điều đó. Phải rồi, chúng ta cũng không phải người một nhà. Thực ra hôn nhân giữa cô và Dương Hoàng chỉ là một hợp đồng mà thôi. Ba, ba. Còn nữa, ba đừng bao giờ gọi tôi bằng ba. Chúng tôi không có con dâu như cô. Gia đình chúng tôi thật sự không chấp nhận một con dâu như cô. Hãy nghe lời tôi, hãy chia tay Dương Hoàng đi. Hãy buông tha con trai tôi. Đừng hủy hoại cuộc sống và tương lai của nó nữa. Tôi xin lỗi vì đã nói với cô chuyện này mà không nói với Dương Hoàng. Vì tôi biết nó không bao giờ nghe lời tôi. Hãy hiểu cho tôi. Tôi biết làm như vậy là ích kỷ và quá đáng, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Làm ơn hiểu cho tôi. Từ giờ trở đi, tốt hơn hết là chúng ta đừng bao giờ gặp nhau. Chào cô. Thank you.
Hoàng. Dương Hoàng ơi, Dương Hoàng, anh Dương Hoàng. Anh ngủ hả? Bị bệnh hả? Cô tránh ra đi. Anh đâu có bệnh đâu. Dậy đi. Anh nên bị tát thêm vài cái cho tỉnh mới được. Cái gì? Dậy đi, dậy ăn cơm đi. Không muốn ăn. Sao lại không muốn ăn? Không phải anh nói gặp tôi là muốn ăn cơm hay sao? Tâm trạng tôi như vậy, làm sao nuốt nổi? Ừ, tôi cũng không muốn ăn. Vậy thôi chúng ta đừng ăn. Không được, cô phải ăn đó. Tôi không ăn đâu. Anh Dương Hoàng, có muốn nghe chuyện cười không? Chuyện cười thiệt đó. Tôi biết ngay thế nào cô cũng nói vậy mà. Nghe nha. Kể đi. Có một con rùa và một con thỏ sắp chạy đua. Chuyện đó kể rồi mà. Thì cứ nghe đi. Có một con rùa và một con thỏ sắp chạy đua. Và con thỏ chạy rất là nhanh, nên nó bỏ con rùa một khoảng cách rất là xa. Nhưng con rùa vẫn không bỏ cuộc, vẫn từ ly, từ tí, vẫn chạy từng chút một. Và trong lúc đang chạy thì nhìn xuống đất, có một con ốc sên đang bò một cách rất là cực khổ. Ốc sên hả? Ừ. Và con rùa nhìn thấy con ốc sên, cảm thấy rất là tội nghiệp cho nó. Và nói với con ốc sên là: leo lên đi, để tôi cõng bạn cho. Và con ốc sên leo lên lưng con rùa. Con rùa cố hết sức chạy tiếp. Chạy một lúc nữa thì thấy một con sâu đang bò một cách rất là cực khổ. Con sâu hả? Sao chuyện này nhiều con vật vậy? Thì cứ nghe tiếp mới đi. Và con rùa cũng đã thấy là con sâu rất là tội, nên kêu con sâu là: leo lên lưng tôi đi, tôi cõng luôn cho. Và con sâu leo lên thì gặp con ốc sên. Và con ốc sên ấy nói là: xin chào. Và anh có biết con ốc sên nó nói gì với con sâu không? Đoán đi. Ai mà biết nó nói cái gì hết trời. Nó kêu con sâu á là phải bám thật chặt vô, vì bạn rùa chúng ta chạy rất là nhanh đó. Có mắc cười không vậy hả? Nó nói con rùa chạy nhanh đó. Con rùa chạy rất là nhanh, và nó kêu con sâu phải bám vô đó, biết chưa? Không mắc cười hả? Mắc cười lắm. Mắc cười muốn chết luôn á. Minh hả? Cô không bị sao chứ? Bị sao là bị sao, em đâu có bị gì đâu. Dương Hoàng, cho tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Ngày mai tôi sẽ đến gặp ba mẹ và bà nội để giải thích mọi chuyện. Đừng đi. Tôi phải đi. Tao nói với cô là đừng có đi. Đừng có đi. Cô sẽ bị tổn thương đó, cô biết không? Đừng đi. Vô đi con. Mẹ, Minh đã đến nè. Nó tới đây để làm gì? Kêu nó về đi. Mẹ, nhưng mà Minh đang đứng ở cửa à. Con ra đóng cửa lại cho mẹ. Bà ơi, con xin lỗi. Bà nội tha lỗi với con đi nội. Đi ra đóng cửa lại. Đi.
Bà nội hiện đang rất giận nên không muốn gặp con. Thôi con về đi. Con xin lỗi. Xin lỗi cả nhà. Xin lỗi bây giờ thì có ích gì. Thôi con đi về nhà trước đi. Hôm nào mọi người bình tĩnh lại sẽ nói với con về chuyện này. Thôi con về đi. Thưa mẹ con về. Ừ, về đi. Mẹ sao rồi anh? Em yên tâm đi, mẹ khỏe rồi. Lúc nãy Minh có tới thăm mẹ, mẹ giận không cho nó vào. Em thấy nó khóc, thấy thương ghê. Anh đừng có như vậy nữa. Anh đã nói với nó, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau cả. Nó không được gọi anh bằng ba. Anh nói như vậy thiệt á hả? Ừ. Alo. Lúc đầu em không biết là sự việc xảy ra nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ đã quá muộn màng rồi. Mọi việc đã trở nên tồi tệ như vậy. Em không cố ý đến mọi chuyện như vậy đâu. Em không biết mình đã sai từ khi nào nữa. Đối với anh Dương Hoàng, em thực sự có lỗi với anh, có lỗi với gia đình anh nhiều lắm. Em cảm thấy rất đau lòng. Em rất yêu quý ba, mẹ và bà nội của anh ấy. Em thực sự rất thích họ. Thích họ nhiều lắm chứ không phải là dối gạt đâu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên như vậy. Em biết họ ghét em nhiều lắm. Nhưng em rất yêu thích họ. Vì vậy em cảm thấy khổ sở lắm. Em thấy đau lòng lắm. Anh có hiểu không? Em đau lòng muốn chết đi được. Chuyện em và Dương Hoàng kết hôn giả đã khiến cho gia đình họ đều bị sốc và bối rối. Anh biết là hiện giờ họ đang rất là giận em. Nhưng từ từ rồi họ cũng sẽ hiểu em. Khi đó rồi thì họ cũng sẽ trở lại yêu quý em. Bởi vì em là một cô gái thật là tốt. Tốt thật mà. Anh nghĩ như vậy à? Tất nhiên rồi. Bây giờ em thực sự cảm thấy bối rối lắm. Là một sự khởi đầu sai lầm. Em không biết nó kết thúc như thế nào nữa. Em cảm thấy mình thật bế tắc.
Em xin lỗi, dì chỉ luôn gọi cho anh những khi em cần thôi. Đúng là em lợi dụng anh lắm rồi. Không sao đâu, em cứ gọi cho anh khi em cần tới anh. Dù anh chỉ biết lắng nghe mà không giúp gì được cho em. Không có đâu, anh giúp em nhiều lắm á. Anh giúp đỡ em nhiều rồi. Anh thật là dễ thương. Cảm ơn em. Anh cũng phải vậy nha. Khi nào buồn cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ chia sẻ cùng anh. Anh biết rồi. Vậy em về nha. Tạm biệt em. Minh Minh. Cố lên. Anh giúp em. Về rồi hả? Ừ. Sao đi suốt cả ngày vậy? Tôi đi một vài nơi. Cô đi gặp Đình Phong chứ gì? Tôi gặp anh ấy. Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn tôi xuống nấu cơm cho. Cô và anh ấy gặp nhau có chuyện gì chứ? Chỉ nói một vài chuyện linh tinh thôi. Chuyện linh tinh à? Chuyện linh tinh là chuyện gì? Tại sao anh tò mò quá vậy? Có những chuyện tôi cần nói với anh ta, đâu cần phải nói cho anh biết. Cô nói với anh ta chuyện gì? Tại sao lại không thể nói với tôi? Có những chuyện không thể nói với anh được. Nè, chuyện cô không thể nói với tôi mà có thể nói với anh ta à? Thật ra là chuyện gì chứ? Nói cho tôi biết đi, mau nói ra đi. Tôi thật sự muốn biết hai người đã nói với nhau chuyện quái quỷ gì chứ. Chuyện gì chứ hả? Hay là chuyện đi du lịch? Hay là gặp nhau để hôn nhau một cái cho đỡ nhớ? Anh nói gì vậy hả? Hai người yêu nhau như thế kia mà. Nếu như tôi không đi về với cô, tôi đúng là người có lỗi lắm. Chắc là hai người giận tôi lắm. Sao không nói? Sao im lặng vậy? Nói gì đi chứ? Sao không nói? Cô nói gì đi chứ? Cô nói đi. Tôi đã gặp anh ấy và nói rằng tôi đang rất là đau lòng. Cái gì? Đau lòng à? Chuyện gì làm cô đau lòng chứ? Dương Hoàng, là vì anh đó. Vì anh mà tôi cảm thấy đau lòng. Vì anh mà tôi cảm thấy buồn và đau đớn rất nhiều. Cô nói cái gì? Anh có biết từ khi gặp anh tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi không? Tôi đã đau khổ rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều. Vậy mà anh còn hỏi tôi đau chuyện gì à? Vậy thì bây giờ tôi sẽ không làm cô đau lòng nữa. Không làm tôi đau? Đúng vậy. Tôi sẽ không làm tổn thương cô nữa. Và tôi sẽ chăm sóc cho cô. Chăm sóc cho tôi à? Bằng cách nào? Anh biết cách chăm sóc một ai đó như thế nào hay không? Hay là anh mua cà rem mỗi khi cô ấy khóc? Như vậy gọi là chăm sóc à? Như vậy gọi là đủ à? Thật ra anh không biết gì cả. Anh không biết gì hết. Anh không biết yêu một người như thế nào. Anh không biết bày tỏ ra sao. Anh không biết chăm sóc một người ý nghĩa như thế nào đâu. Cho dù anh đang làm tổn thương một ai đó, nhưng anh cũng không hề hay biết. Bởi vậy tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Dù sao chúng ta cũng chỉ là kết hôn theo hợp đồng thôi. Đó là một khởi đầu sai lầm. Và bây giờ chúng ta phải kết thúc. Chúng ta hãy ly dị đi. Và anh hãy về bên Bảo Yến đi. Minh Minh, cho tôi hỏi cô một câu thôi.
anh Định Phong, cô có dám chắc rằng anh ấy sẽ không làm cô tổn thương không? Anh ấy sẽ bảo vệ cô không? Chào cô. Căn nhà này có thiết kế rất đẹp và sang trọng. Cảm ơn. Căn nhà này do ba tôi thiết kế. Ba của tôi là một kiến trúc sư rất là giỏi. Xây căn nhà này chắc phải mất rất nhiều tiền. Ba mẹ tôi hầu như đã dùng hết số tiền tiết kiệm để xây ngôi nhà này. Xây xong được vài tháng thì ba của tôi bị tai nạn qua đời. Mẹ của tôi buồn quá, bị bệnh, rồi cũng mất sau 2 tuần. Lúc đó tôi 15 tuổi. Vậy trong khoảng thời gian đó Minh sống như thế nào? Tôi sống bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của ba mẹ và bán bớt vật dụng ở trong nhà. Đây chiếc nhẫn của chị. Tôi định trả chị mấy lần rồi nhưng mà lại quên. Minh nói như vậy là sao? Chiếc nhẫn này đâu phải của tôi. Chiếc nhẫn đó là của anh Dương Hoàng định cầu hôn chị. Tôi nghĩ đã đến lúc trả lại cho chủ nhân của nó. Anh Dương Hoàng rất yêu chị. Anh Dương Hoàng sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ở bên chị. Tôi nghĩ là mình không thể. Tôi không thể làm cho anh Vương Hoàng cười được. Tôi cũng không làm cho anh ấy hạnh phúc được. Thật ra hôm nay tôi đến đây là bởi vì tôi nghe nói anh Vương Hoàng và Minh Minh, hai người sắp phải ly dị. Anh Vương Hoàng là người không biết bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác. Anh ấy cũng là người mà nhìn bề ngoài thì rất là mạnh mẽ, nhưng bên trong anh ấy thì rất là mềm yếu. Anh ấy như một tên ngốc,
Có đôi khi không kiểm soát được tình cảm, hành động và lời nói của mình. Anh ấy rất dễ nóng giận. Mỗi khi có chuyện gì không vừa ý. Điều đó thì tôi cũng biết. Nhưng chắc Minh Minh cũng không biết một điều là anh Vương Hoàng cũng rất yêu Minh Minh. Minh Minh hãy cho anh ấy thêm một cơ hội đi. Cho dù anh ấy có yêu tôi đi nữa, tôi cũng không thể nào tiếp tục mối quan hệ này. Tôi đã làm cho ba mẹ, bà nội và cả anh Dương Hoàng bị tổn thương. Tôi đã làm cho họ đau lòng. Tôi cũng rất là đau lòng. Và không biết phải làm gì nữa. Trước khi quá muộn, tôi phải dừng lại và chấm dứt tất cả mọi chuyện. Anh Dương Hoàng đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, giờ lại tuyên bố ly hôn vào lúc này nữa. Có nên không? Hay là anh Dương Hoàng nói với báo chí là trong cuộc hôn nhân này anh ấy bị lừa gạt? Cái gì? Không được. Minh Minh có làm gì sai đâu. Tại sao lại đổ lỗi cho Minh Minh chứ? Biết nói vậy là không đúng, nhưng mà Minh Minh hy sinh cho Dương Hoàng không được sao? Minh Minh là người vô danh, người ta sẽ quên cô ấy ngay thôi. Người cần phải cứu trong lúc này là Dương Hoàng. Dương Hoàng còn cả một sự nghiệp và tương lai ở phía trước nữa. Mà sự nghiệp và tương lai của anh ấy cũng có thể vì cuộc hôn nhân đổ dở này mà tiêu tùng luôn. Không được, Minh Minh không có lỗi, không được đổ lỗi với Minh Minh. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Họ đã gây nên chuyện thì cứ để cho họ giải quyết theo cách riêng của họ. Ồn ào. Sao lại đổ lỗi với Minh Minh? Tại sao lại nghĩ ra cái kế hèn hạ bị ổi vậy? Anh dám ăn nói với tôi như vậy hả? Muốn bị đuổi về không? Anh liệu hồn á. Xin lỗi anh. Đi làm việc đi. Đi gọi cho Dương Hoàng cho tôi. Từ sáng tới giờ tôi gọi cho cậu ta mà không được. Dạ. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn.
em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dương Hoàng, Dương Hoàng, Dương Hoàng ơi, Dương Hoàng. Vô đi anh. Anh không cần phải mua hoa mỗi lần đến đây vậy đâu. Người yêu hoa thì nên được thường xuyên tặng hoa chứ. Mình ra ngoài ngồi cho thoáng nha. À em biết không, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhận lời làm kịch bản của em rồi đó. Thiệt hả? Ừ. Hay quá, em rất thích đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Nhưng mà nhân vật năm chính là ai vậy anh? Mọi người tính mời Bình Minh vào vai này. Cậu ấy diễn càng lúc càng hay, và là đẹp trai nữa. Em biết, nhưng em sợ Bình Minh đàn ông quá không hợp vai cho lắm. Nhân vật năm chính phải hơi trẻ con một chút. Người đàn ông tự lập, có sự nghiệp, đôi lúc tính tình phải hơi trẻ con. Vậy là em muốn vai nam chính phải có ngoại hình trẻ con? Dạ, để những cảnh cãi nhau với nhân vật nữ chính mới đáng yêu và dễ thương. Chứ một người đàn ông mà đàn ông quá, những cảnh cãi nhau vậy sẽ rất là đáng sợ. Với lại nhân vật nam chính phải là nhân vật có tính cách đàn ông, pha trộn tính cách trẻ con một chút. Hình như là em đang nghĩ tới Vương Hoàng. Em thấy anh Dương Hoàng cũng hợp vai lắm đó. Anh thử thuyết phục nhà sản xuất và đạo diễn coi anh ta có thể vào vai nam chính được không. Có gì để anh thử hỏi. Nhưng mà anh không dám chắc rằng Vương Hoàng sẽ nhận được vai diễn này. Ý anh không phải là cậu ấy chơi kịch bản, mà là bởi vì kịch bản này là do em viết. Biết đâu chừng cậu ấy không muốn liên quan tới em nữa. Em biết mà. Không sao đâu. Anh ở lại em nấu cơm cho anh ăn nha. Cho anh phụ em nha. Minh Minh. Dạ. Em luộc gà thật là khéo đó. Lần đầu tiên có người nói em là nấu ăn khéo đó. Minh Minh à, em sống một mình có cảm thấy buồn chán lắm không? Không, em quen rồi. Trời, em thật là can đảm đó. Bắt buộc mà. Từ hồi ba mẹ em mất một cách đột ngột lúc em học trung học, em tưởng là mình không vượt qua được. Cuối cùng được cũng vượt qua. Ừ. Dù đôi lúc cảm thấy buồn buồn và cô đơn. Cũng như bây giờ nè, anh và em đang cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui cười. Em nghĩ sao nếu mỗi ngày chúng ta đều làm những chuyện như thế này? Mỗi ngày? Mỗi ngày. Mỗi ngày anh sẽ cùng em làm những chuyện như thế này. Minh Minh. Dạ. Thực ra thì anh đang cầu hôn với em đó. Cầu hôn? Em chưa ly dị được bao lâu. Với lại em chưa chuẩn bị tâm lý. Cho nên thôi được rồi, anh sẽ chờ em. À, cảm ơn em. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Vì hôm nay anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi được ăn cơm của em nấu. Chỉ là bữa cơm thường thôi mà. Không phải anh cũng hay mời em đi ăn sao? Anh chỉ mơ ước được ăn bữa cơm thường như thế này do em nấu. Được ăn cơm em nấu cảm giác rất là hạnh phúc và ấm áp. Anh về nha. À, em thật sự muốn Vương Hoàng đóng vai chính phim của em hả?